Thưa quý vị, thưa các bạn, tại hội nghị COP26, Việt Nam đã tuyên bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tuyên bố này đã thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện các hành động nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có chuyển dịch nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh, sạch, nguồn năng lượng tái tạo. Với vị trí địa lý và điều kiện khí hậu thuận lợi, Việt Nam là nước có tiềm năng về năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, bao gồm trên bờ và ngoài khơi. Theo báo cáo của Viện Năng lượng Bộ Công Thương, tổng tiềm năng kỹ thuật gió trên bờ ở độ cao 80m và khoảng 217 GW, gió ngoài khơi vào khoảng 160 GW, điện mặt trời quy mô lớn mặt đất khoảng 309 GW, điện mặt trời nổi khoảng 77 GW, điện mặt trời mái nhà khoảng 48 GW. Do đó, nếu khai thác được nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng sẽ giúp Việt Nam chủ động về nguồn năng lượng, giảm lệ thuộc vào thế giới, tăng cường an ninh năng lượng, trở thành động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, giúp giảm phát thải nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Trong những năm vừa qua thì với các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và Chính phủ cũng đã ban hành một số cái cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo thì chúng ta đã đạt được những cái quy mô tương đối nhất định trong một thời gian rất ngắn từ 20 và đặc biệt 3 năm là 2018, 19, 20 và 10 tháng đầu năm 2021 thì chúng ta đã ghi nhận được cái tổng công suất điện mặt trời được khoảng độ 8.700 MW điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, khoảng 7.700 MW điện mặt trời mái nhà và khoảng 4.100 MW điện gió. Và tổng công suất năng lượng tái tạo Việt Nam đến tháng 10 2021 đã đạt được khoảng 21.600 MW, chiếm khoảng 27% tổng công suất trong hệ thống điện Việt Nam. Theo quy hoạch phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030, cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối sẽ tăng dần tỷ trọng lên tới 30%. Với tầm quan trọng của năng lượng tái tạo đối với nền kinh tế, gần đây nhất, Nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành, đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia, trong đó khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Đây là một trong hai dự án được doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái trong hành trình xanh hóa nguồn năng lượng của doanh nghiệp. Nhà máy Sông Hồng 10 với công suất là 0,77 MWp tạo ra hơn 827 kWh điện. Việc thay thế một phần năng lượng sản xuất bằng nguồn năng lượng điện mặt trời sẽ giúp giảm thiểu 2.000 tấn CO2 mỗi năm và giúp bảo tồn cây xanh ngay chính trên các nhà máy này. Trên thực tế, thời gian qua đã cho thấy là các nhà máy xí nghiệp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đã có những cái lợi ích thiết thực như là chi phí đầu tư đầu vào thấp, giảm việc phải đầu tư hệ thống truyền tải, được sử dụng điện sạch, tiết kiệm chi phí tiền điện, tăng hiệu quả đầu tư, giúp góp phần giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh. Công ty cổ phần Ocean Việt Nam đã đầu tư và lắp dựng với hơn 500 MW điện năng lượng mặt trời. Và chúng tôi đã làm tổng thầu EPC và lắp dựng trên 300 mê điện gió, đã góp phần vào mỗi một năm là cung cấp cho các nhà máy xí nghiệp phát lên lưới quốc gia khoảng 1,1 tỷ kWh điện, làm giảm phát thải hàng trăm triệu tấn CO2 mỗi năm. Để hiện thực hóa cam kết về phát triển xanh, hiện nay Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2020-2030 có xét đến 2045 với các giải pháp chuyển dịch nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn năng lượng tái tạo và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng của Việt Nam bằng không vào năm 2050.